và biết bao nhiêu cực nhọc khó khăn. Mười mấy năm qua, hai đứa mới đến được với nhau. Con hãy cố gắng gìn giữ, cuộc đời sẽ còn dài và sẽ còn nhiều và trắc trở trong gai. Thì con phải cố gắng và vượt qua. Hôm nay là ngày vui của con. Mấy chúc con hãy luôn yêu thương. Vì có tình yêu thương thì con sẽ vượt qua tất cả và hy sinh và cố gắng và sống thật hạnh phúc nha. Cái này em lần đầu hơi run không biết làm sao, nhưng mà em chúc mừng đám cưới của hai anh chị nha. Cái chuyện gì tới nó cũng sẽ tới thôi, cho nên là em cảm thấy là cái sự kiện này diễn ra nó không bất ngờ lắm. Thì rất mừng cho hai anh chị thì cuối cùng đã đến được cái chặng đường rất là dài, kể từ cũng chắc cũng hơn chục năm rồi. Em nghĩ là 16 năm đúng không? Em chúc hai anh chị hạnh phúc nha. Will you wait?